Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Netcam trên PC máy tính. Đầu tiên các bạn vô trang web là cameravietnam.org. Bước 2 tiếp đến chọn phần tài liệu, đến phần mềm camera. Vào phần mềm camera, các bạn chọn phần tổng hợp phần mềm camera giám sát. Vào phần mềm camera, ở dưới này có một đường link tải về. Để tải về phần mềm, các bạn chọn tiếp mở ra. Sau khi vào cái chương trình của This Google, các bạn chọn phần Netcam 360. Sau đó các bạn chọn tiếp cái file có tên là IP Camera Post PC. File này các bạn mở lên và chọn tải về. Đây, chọn tải về. Trên chương trình của Google thì sẽ quét cái file này có virus hay không và mới cho phép tải, chúng ta tải về, nên các bạn yên tâm. Rồi các bạn tải về xong, các bạn vô phần tải về, tùy theo máy sẽ hỏi chương trình lưu hay không. Ở đây tôi có đã tải về một file đây. Rồi sau khi tải về và lưu trên máy tính và tiếp tục chúng ta tiến hành cài đặt. Đây chúng ta giờ chúng ta vào phần máy tính. Phần chỗ chúng ta đã lưu, chúng ta tìm cái file chúng ta lưu. Chúng ta lưu cần xóa mà camera. Đây các bạn thấy cái file đây. Các bạn mở nhấp chuột đúp vào chọn, đây là chọn phần tiếng Anh. Bạn ok net, tiếp tục rất đơn giản, chọn icon trên màn hình rồi tiếp và các bạn chờ một chút trong giây lát để phần mềm được cài đặt vào thiết bị. Và đây là các bạn chọn mở luôn và chúng ta chọn mở lên, chọn lên đây, phần mềm sẽ lên đây. Và hiện tại chúng ta chưa có một con camera nào trong này. Để thêm camera, bạn chọn phần này. Tiếp theo, chọn Open Set, chọn tìm kiếm. Đây, chúng ta thấy có một con cam. Và chúng ta nhấp đôi vào mật khẩu. Ta nhập, lưu ý nên nhập cái mật khẩu của các bạn vào đây, chỗ password. Đây, cái tên này các bạn có thể thay đổi theo cái tên của mình để cho phù hợp nếu bạn có nhiều cam. Còn nếu một cam thì các bạn phải để nguyên. Nhiều cam bạn lưu ở vị trí và cái này để cứ để mặc định. Tên, user, mật khẩu các bạn nên thay đổi theo đúng cái của bạn và ID cũng tùy theo của bạn nhé. Rồi tiếp theo các bạn ok. Rồi các bạn đóng cửa sổ này lại. Các bạn thấy ở phía bên tay trái đã có camera lên. Bạn nhấp chuột trái vào và giữ kéo ra thả vào một trong các khung mặc định, hệ thống sẽ 4 khung. Bạn thả vào, bạn sẽ xem được ngay lập tức.
Và để chọn ra cho xem nếu một cam, bạn có thể chọn một CH là sẽ mở ra. Và cái ai của các bạn có thể bung lớn lên để xem màn hình. Còn các bạn muốn xem toàn màn hình, bạn hãy chọn full. Rồi đây là toàn màn hình ha. Đây là thoát. Và khi các bạn muốn điều khiển con cam, đây có những cái biểu tượng để điều khiển tùy theo cái hướng các bạn muốn. Đây các bạn quay, hãy quay đó, thấy không? Rồi để xem lại video, các bạn có thể là chọn thằng này. À, để chúng tôi thử cái phần này coi. Phần này thì sẽ đây, bạn chọn vào phần biểu tượng này cũng được. À, sau đó bạn chọn con camera của mình, chọn thời gian cần xem, từ ngày nào lúc mấy giờ đến ngày nào mấy giờ ha. Xong như ai tôi chọn ngày 18 tháng 1 từ 0 giờ đến ngày 19 tháng 1 và tới hiện tại. Đây là giờ hiện tại. Bạn chọn cái biểu tượng cái này ha. Bạn lúc vào. Rồi. Đây ta chọn 19 đi. Đây 18 nhìn như không có file. Đây các bạn thấy không, tôi chọn ngày 19, tại ngày 18 cái camera này không có ghi hình, không có file của ngày 18 nên không thể tìm ra được. Đây tôi chọn ngày 19 nè, ngày 19 từ 0 giờ đến giờ hiện tại tháng 1, các bạn thấy các file đầy đủ. File cũ nhất là nó lúc, file hiện tại mới nhất nè là 20 giờ 48 phút 28 giây ngày 19 tháng 1. Và file cũ nhất nó là sẽ là lúc 0 giờ 24 đánh theo số thứ tự ha. File nhỏ nhất là cũ nhất, file lớn nhất. Rồi các bạn muốn xem bất kể file nào. Ví dụ ai tôi mở cái file lúc 1 giờ 55, bạn chỉ tôi vào. À, 25 tháng. Đây. Hoặc là ta có thể chọn những cái tắt bớt cái này, thu nhỏ lại đi. Và đây cửa sổ đây, chúng ta có thể chọn file mới, nhấp đôi vào sẽ xem. À. Đôi vào là các bạn. Và trong này thì camera thu vào thế nào thì chúng ta sẽ xem lại như thế này. À, đây là ở trên bên góc trái thì là tên của camera, bên góc phải trên là sẽ là thời gian. Ở dưới này là thời gian quay. Các bạn thấy ha, rất đơn giản. Các bạn không muốn xem nữa thì có thể là cái này các bạn có thể download, download file về. À tùy ha. Ta view download rồi, đây chúng ta có một file. Và cái file này hiện tại ở trên này báo download bị lỗi, không download được. À. Chúng ta download về là chúng ta xem lại tốc độ nhanh. Ta đào một bài rồi. Các bạn ấy cái này nếu tải đủ 100% thì các bạn mới xem lại được nhé. À.
Đây là các thông số của file các bạn nhé. Và chương trình hướng dẫn đến đây là kết thúc các bạn nhé. Chào các bạn, đây là biểu tượng của camera.